Xin chào các bác, vẫn là một cái chỗ trưng bày của một chú ông chú nhà tôi ấy. Thì ở ông ấy để cây ở trong trung tâm internet Việt Nam ấy. thì nó gọi là VNX ấy. Thì quay các bác xem nhé, những cây tiếp theo là cây lộc vừng đang rất đẹp ấy. Lộc vừng mini này, đây thôi nhé, là lộc vừng này, lộc vừng với lại một cái cây ổi tàu, sim ổi tàu ấy, đang để nghiêng trên một cái máng nước để giữ ẩm đấy các bác, cách của người chơi bonsai đấy các bác. Thì tại vì sao mà người ta nhân giữa cái máng nước này để giữ ẩm thì không nói rồi, nhưng cái thứ hai là cái vì sao mà người ta để nghiêng cái chậu như này đối với những cái cây đổ các bác nhé, cây thác đổ ấy. Thì bởi vì đổ xuống thì những cái tán ở trên nó sẽ che những mặt ánh sáng của những cái tán ở dưới này, những cái tán ở dưới này sẽ chậm phát triển hơn và vàng gọi đấy. Trên người ta phải để đổ như này để làm sao những cái dưới này, những cái tay dưới này phát triển tốt, nếu khi nào ok người ta lại cho giật đổ lên các bạn để trở lại cái dáng cũ đấy. Thì là cái cách chơi kiểu tàu này rất đẹp, rất già, kiểu tàu rất già rất hay. Có điều là ông chú thì ông chưa thời gian để ông làm thôi. Đây, nhìn mà đang rất nhiều hoa các bác, cái bệ nó các bác nhé. Bên này vào thì mình mất mấy ngày nó đây đấy, cái bệ của nó rất là ok đấy các bạn. Đây bệ đấy, có một cái thân nó khá là lũa, là cần khá là lũa cần đấy. Đây là có một cái tay ra đây, rất đầy lên đây, rất già nhé. Đây, nói chung là cốt này là rất ngon rồi. Nó đổ xuống tận dưới kia. Đấy, đây có một cái tay trực lên này. Đó là cái này mà để đẹp. Trực này mà để nó thẳng lên cái dáng ấy thì các bác nhìn rõ rồi. Cây ổi tàu rất tuyệt, cây ổi tàu rất tuyệt vời, rất đổ, rất quái và rất già, đang rất là nhiều hoa này các bạn, hoa nụ với lại mầm nó phun ra này các bạn nhé, nhìn nha. Đấy, cây ổi tàu và cây lộc vừng mini tiếp theo là một con xanh này. Rất cốt cán các bạn, ôm một đá này các bạn nhé, đang ôm một đá này, à quên, cái xí đỏ ấy, quên, cứ nói nhầm xanh, ôm một đá. Tay tiếc là người ta phân là ok đấy các bạn, nhưng mà mình chưa nhìn thấy rõ, vì là nó đang để nuôi thả tay của các bạn cho nó khỏe. Đấy, mỗi cây đều có một cái đĩa để giữ ẩm. Đây là cây cẩm thị các bạn nhé. Cẩm thị coi là rất là nhiều hoa, chậu đẹp, bệ đây, bệ quái, cẩm thị rất quái đó. Đây, phân châu phân vò này, vùng này rất nuôi rất nhiều châu vò, ra đường kia là hot, thoải mái phân các bác. Tây cẩm thị quái, đây các bác nhé, đây, rất nhiều hoa thì phải, đấy. Phun là như nụ như đào này các bạn, rất khoái các bạn. Đây, wow, đấy, đang để thả tự nhiên này. Như anh em mình ít cây là cứ suốt ngày động vào, nhiều khi nó thành dở hơi. Cây phải đến độ chín rồi thì mình mới làm, thời điểm thì mới ok các bạn. Rồi, một cây rất là chất lượng tiếp theo. À chà chà chà, một con sùng rất hay các bạn. Con sùng này quá tuyệt vời. Nhìn này, chắc chắn là có quả rồi các bác. Nhìn này, phun ra những cái mặt quả này các bác nhé. Rất kia già và rất kỹ này các bác. Quay cái con sùng này thì bạn theo tôi nhé.
thích thì cứ ới nhá. Đấy, rất khỏe, dùng rất khỏe, rất hoàn thiện. Cây này thì nhiều tiền rồi, cây này thì cũng nhiều tiền. Đấy, lần đầu tiên mình thấy thích một cây cây súng. Tất nhiên nó không phải quá xuất sắc nhưng mà mình thích. Nhiều khi mình lại thích những cái cây đó, nhìn qua là thích luôn. Chứ không có những cây tiền tỷ thì mình không nói, nhưng mà để thích một cái cây thì nhiều khi nó đơn giản lắm. Mình nhìn thấy cái tương lai của nó. Đấy, quá đẹp. Đầu tiên là cái bệ của nó nhé. Bệ của nó hai găng tay rất to nhé. Từ phía bên chậu bên này, cái chậu của nó phải ba găng tay. Đấy, xong rồi cái bệ của nó chảy dài. Cái bệ chảy dài và giật lên, giật lên rất là mịn, nó không có những cái thân to. Bởi vì bệ thì rất là to nhưng mà lên những cái thân lại rất là hợp lý, nó không phải có những cái vết cắt nó to, mà những cái vết cắt nó vừa phải ngày xưa thế thôi. Đấy, rất hay, không thô và chi dăm lên nó khá là hài hòa, đặc biệt là có quả già là. Đấy, thì nếu còn thời gian thì quay lại cái này đi một lượt lại. Đây, còn xanh, tất cả đều được phân chi ngon lành hết rồi các bác. Bây giờ đang nuôi thả tay nó thôi, cho nó khỏe ra để làm thôi. Đấy, bé nhưng mà bệ rất bệ, rất ghê gớm ấy. Bé thôi, bé nhưng bệ rất ghê gớm. Này, một tiểu bớt lá chụp lên post lên mấy cái diễn đàn thì các bác thích mê ngay mà. Đấy, còn nữa, con này khá quái, nó xanh quê thôi, quê nằm điện, đấy. Hơi khó phân biệt cái này, không phải nằm điện. Giật lên khá quái, đang quá trình liền sẹo. Đây, một con rồi, xanh ôm đá, con này rất hay, lá rất đẹp, ôm đá nhưng rất khỏe nhá, ôm đá nhưng mà ở dưới là đang được hút dinh dưỡng rất là ok này. Đấy, cái này thì là một cái cành ra thôi. Đấy, cách ôm đá này các bác nhé, làm sao cho nó ăn vào đá sớm ấy thì và cái đắp xi này, đắp xi nhé, đắp xi, đắp luôn thẳng vào xi. Nếu mà những cái đối với những cái cây mà có những cái bộ rễ như này rồi, nó ăn thẳng xuống rồi thì vấn đề là kiếm một hòn đá như này là ta có thể đắp xi luôn được. Đấy, để cho nó mịn luôn vào cái bệ. Một cách làm nữa khá là hay và nhanh và nó thuận mắt hơn. Đây, phía này chưa? Trên xuống nhé. Hôm nào để hỏi, mình vẫn thích cái hồi tàu, cái hồi sim kia. Xanh xi thì thích nhưng mà không mê. Đấy, được chưa các bác? Rất hay. Hàng tích độc này. Đấy, theo là ông tùng cối rất bay. Cây này số có má đây. Đây các bác nhé, nhìn này, từ trên xuống dưới thân quái rất bay. Đấy, rất bay và cực kỳ già. Cây này thì cho đi triển lãm được rồi, ok này. Tán tiếc rất mịn, rất khỏe, đang bắt đầu nhú lên này các bác. Rất đầy lên, tán rất đầy lên và rất mịn, các tầng rất mịn,
các tầng rất mịn các bạn nhé. Đầu tiên là nhá, chậu chậu thì cũng được, bệ có bệ chạy ra đây này. Đấy, lần đầu thân nhá, lần lên đây giật một tay bên này, giật cái ngọn lên, giật cái ngọn lên, giật cái tay sang đây. Và cái những cái ngọn tổng thể này, cái này là có tiền đấy các bạn, nhiều tiền đấy. Và dăm chi là nuôi đầy, tổng thể sẽ là một cái tam giác lệch như này, tam giác lệch này thôi. Đấy, rất hài hòa, bên này rất hài hòa, rất hài hòa. Điệu đà, chậu đẹp, bệ khỏe, tốt, cây già, tay chi dâm già, chi dâm rất già, có tay buông khá điệu, tay buông khá điệu. Đấy, em mà có điều kiện chơi thì chắc chắn có những cây cũng đẹp, nhưng mà mình chưa có điều kiện mà chơi nhiều và đi săn những cây nó có giá trị các bạn. Đấy, mình suốt ngày đi đào bới và lấy đâu những cây nó ngon lành ngay được. Đấy, suối đẹp, ok, cây suối xanh rồi, ok, nhìn thấy ở dưới này có cái tùng rất là hay. Ra đây đang mưa rất là ướt. Đấy, đang đường ở dưới này. Rất hay nhưng mà đang để dưới này. Rất ra. Đấy, tùng cối. Thì là con lá quay này, con lá mini rất hay. Đấy. Rất đẹp đấy các bạn. Này nha, nó vẫn được dưới cỏ này. Cả cái chậu đẹp ở dưới luôn. Đẹp nhưng mà không quay được mấy. Rồi, tiếp theo, xanh ngôm đá nữa, tổng thể đó nha, đấy, tổng thể, đây, con rễ này em vứt sỏ từ đâu ra đây, ở phía bên này nó không có gốc không bác, một con này tôi chưa hình dung là nó sỏ từ đâu ra đây, nó vòng một cái như cái khuyên ở đây, đấy, vòng xuống đây. Nó thuộc của cây nào hay chỉ là một cái rễ. Rồi, còn phía bên này nhá. Phía này thì thấy gốc thấy thân rồi. Nó cũng khá giống cái cây kia. À đây các bạn. Ở phía sau nó luồn lên này. Đấy, xong nó lên cái khuyên này. Đấy. Ôm đá như thế này mới vui bệnh các bạn. Đấy, này rất hay này, đam điền. Đấy, anh em nào mà chơi cây thì có những cái tay mà cắt đi ấy. Cái tay người ta làm rồi cắt đi xong mình lại ghép đá thì thoảng nó là kiếm một cái đá đẹp này, làm những cái tạo một số cái lỗ nó thật quay quái sỏ ra này, nhiều khi tạo một cảm giác lạ mà hay. Rồi đến cái cây xanh mini này, làng rất hay này. Đây tay tôi này. Đấy, một số cái cây đằng kia kìa, mà tôi vừa quay ấy, nó cũng dáng như này nhưng mà nó chưa lộ ra vì là còn đang để. Này rất hay này. Đấy. Này. Đẹp tuyệt quá. Đấy. Xanh mà mini kiểu này rất hay. Mini mà bệ rất là gớm, như một cây đại thụ thu nhỏ.
Vâng nha, rất hợp lý không? Đấy. Đấy. Con Tùng La Hán. Đấy, vẫn đang để đổ để đón nắng ở đoạn này cho nó khỏe. Đây. Bệ của nó gấp gấp hẳn vào cái mép chậu này. Đấy. Đây, một cái bệ ở đây. Ngày hơi tối. Bệ của nó ra tận đây. Nghĩa là nó sẽ ăn từ đây. Từ góc này. Góc của nó đây nhá. Ăn ra tận đây. Đấy. Đẹp, cái này đẹp. Đấy, tất nhiên nó còn đang phôi. Phôi chất lượng cao. Phôi chất lượng cao các nhá. Rồi tiếp theo. Xanh trong cái lọ thì không nói vì là cây này thì có thể kiếm bất kỳ đâu rồi. Đây là bác biết cây gì đâu. Cây bưởi các nhá. Bác nào đã thấy cái cây bưởi nào có cái bệ như này chưa? Đây cây bưởi này các bác. Đấy. Thấy cái bệ là như này chưa? Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đấy, quá đẹp quá quái mà cái màu rễ sướng như bác. Tất nhiên là ngày xưa là gốc nó ở đây rồi. Đấy, cái bệ này hiếm ai mà phát hiện là ví dụ như cây mà nó chỉ hở cái đoạn này ra thì làm sao mà có ai mà đào được. Không hiểu bác này bác chắc cũng có tình cờ là bới được thôi, thì nó ra lộ cái bệ nó ok này thì mới lấy là về. Đấy, đây này hợp lý này. Cái ngọn này rất khỏe. Đấy. Rất hay. Đấy. Đang ngồi thả. Đang ngồi thả. Đấy. Bưởi đấy các bác nhá. Rất nhiều gai. Bưởi quê ấy. Tiếp theo Tùng La Hán là tường. Tùng cối này. Đây, con này cũng hay. Con là Hán. Đã là già. Các bạn nào thích cây nào thì liên hệ nhé. Đây, có những cây rất là ok các bạn, rất là giá trị. Hoặc là những cây phôi thì cũng có những cái dáng thế, có những cái tương lai rất là rõ nét các bạn. Đấy. Đấy. Rồi. Đúng tùng dáng tùng đây. Tùng trực dáng tùng đây. Cực kỳ cương trực đây. Đấy. Tay rất là bay. Tay bay. Đây các bạn nhìn này. Một đường thẳng xuống dưới từ gọn gốc luôn nhé. Thẳng tắp luôn. Dáng tùng này. Rất quân tử. Rất quân tử. Rồi. Cụ La Hán. Cụ này không to lắm nhưng mà nó thuộc diện cụ rồi các bạn. Rất là già. Bắt đầu nha. Bệ nha. Bệ nha. Đấy, nó lên, giật lên. Phân chi. Phân chi. Phân chi. Đấy. Rồi. Đây này lại buông xuống đây khá là điêu luyện. Khá là già chỗ này. Chỗ này bị lúa, bị gãy, bị lúa. Đấy. Nhưng mà vẫn xuống mất khỏe. Đẹp chưa các bác? Cây này rất đẹp. Rất đẹp các bác. Đấy. Khu vực bên kia còn khá là nhiều cây thì qua đấy quay tiếp các bác nhá. Thì tổng hợp cái khu vực này là có cái mấy con La Hán này là ngon này. Theo là cây bưởi rất là quái. Và cái xanh ghép đá. Con Tùng bay xanh ghép đá. Rất ok.